Chào mừng quý vị và các bạn đến với căn hộ rộng 109m2, thiết kế 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh tại chung cư Hoàng Thành Pearl. Bước chân vào căn hộ, các bạn có thể cảm nhận được phong cách nội thất tân cổ điển với hệ thống ánh sáng ấm áp, đem lại sự thoải mái cho gia chủ mỗi khi trở về tổ ấm yêu thương của gia đình. Khu vực phòng khách, phòng bếp, bàn ăn được kết nối liền mạch với nhau, thể hiện sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời giúp cho không gian sinh hoạt chung được mở rộng, cảm giác căn nhà sẽ được rộng rãi và thông thoáng hơn. Căn hộ mẫu được chủ đầu tư thiết kế khá tỉ mỉ, các bạn có thể tham khảo để áp dụng cho căn hộ của gia đình mình. Thêm một điểm nữa, ngoài hệ thống hút mùi nhập khẩu thì bếp sẽ có riêng một lô ra đảm bảo việc thông thoáng cho khu vực này. Chào tạm biệt khu vực phòng khách thì không gian tiếp theo sẽ là khu vực phòng ngủ, được bố trí khá là riêng tư. Phòng ngủ đầu tiên có gam màu sáng, nhìn khá là sang trọng, rất ăn nhập với nội thất chung của cả căn hộ. Bước sang phía đối diện là một nhà kho để chứa những đồ đạc ít khi dùng tới. Đây là khu vực không thể thiếu được cho một căn hộ hạng sang. Tiếp theo chính là khu vực nhà vệ sinh chung của căn hộ ạ. Vâng, khi bước chân vào căn hộ này với tông màu sáng, tông màu trắng thì tôi chợt nhớ đến bài hát Beautiful in White. Kiểu như là You look so beautiful in white. Không gian đặc biệt nhất trong căn hộ này có lẽ là phòng ngủ master với một lô gia riêng, nâng tổng số lô gia cho căn hộ này là 3. Các bạn cứ tha hồ mà bạch bạch trong phòng ngủ cũng được, mà ra ban công cũng được. Chưa hết, phòng ngủ master lại có thêm một cửa sổ ngay đầu giường nữa. Bạn thử tưởng tượng xem, ngày mới vừa sang, mở mắt ra kéo rèm đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, nó cứ phải gọi là hết nước chấm. Để sở hữu căn hộ có khu vực lưu trữ toàn túi luôn vui tươi thế này, kết hợp bồn tắm như thế này thì quý vị vui lòng liên hệ em Hải Anh. Số điện thoại 0868 023 799 để nhận báo giá nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video ạ.